châu chẳng. Đi lúc nào vô xuất phát thành cột nút rồi đánh lái qua thắng về vẫn dậm nha, tập dậm thắng nha, cho em không có dậm dùm rồi đấy. Từ khi bất chấp lắm em mới dậm dùm rồi giờ lên dốc ha, rồi lên dốc cứ thả bình thường ha, đúng rồi, rồi tới canh cho mình dừng lại thôi, đúng rồi, rồi sẽ lại sẽ tay lái lại canh cái đầu xe cho nào thắng nha, rồi đánh lái bên kia, rồi sẽ thắng lại, rồi buông hết chúng con ra. Canh đúng rồi, bắt đầu canh đây là loại trực tiếp rồi nha, loại ha, canh đây là loại rớt rồi, lên phải không? Cái này một là chỉ dưới cái cây, hai là chỉ ngang cái cây, đừng bao giờ tiến lên cái cây, tiến lên cái cây là đánh xe gì à, xuất phát là chị gì à luôn. Rồi giờ chú tâm vô vạch số 3, mình số 3 thắng vẫn dậm, thắng vẫn dậm, thả nhẹ ra, nhẹ cho con, đừng có nhẹ nhanh quá, nhẹ từ từ thôi. Nhẹ dưới vạch số vàng xíu, cái kia xuống mình rồi, nhẹ cho thắng ra. Mình đừng có nhẹ nhiều quá, mình đừng có nhẹ nhanh quá, mình nhẹ từ từ thôi, nhẹ từ từ này, mình giữ lại đúng cái vạch này. Dồn ở đây nè, dồn, thắng vẫn dậm. Thắng lại, đập thắng. Dậm thắng lại, dậm sát. Em có dậm thắng. Rồi, dậm sát không hay có luôn vậy. Nè, đây nè, cảm thấy cái này nè, rung mà nó buồn thì thắng rồi. Xe tôi á, xe tôi á. Xe tôi, cứ nhẹ thắng ra, nhẹ thắng ra. Cứ nhẹ thắng ra. Tụt sao? Chị buông chân thắng ra đi. Không sao đó. Rồi đờ máy lại đi. Rồi giờ dùng kim một hồ đi. Rồi bây giờ đi lên bình thường ha. Rồi cứ nhả con ra lên bình thường. Nhả thắng ra. Nhả chân thắng ra. Nhẹ cho hết, buông hết chân thắng, buông hết chân con ra. Canh này hơi mệt đấy. Chị liếc qua thôi, liếc nhẹ quá. Thì được ha. Rồi, một là dừng dưới, hai là dừng chính. Rồi, tập trung vô, thắng vẫn dậm. Thắng vẫn dậm, nhẹ con. Rồi, nhẹ con ra. Như giờ thôi, từ từ thôi, càng chậm càng tốt. Buông thắng ra. Buông thắng ra. Buông thắng ra. Nhẹ hết thắng ra. Cảm thấy cái đầu này nè. Cái đây cầm xuống này lắc mạnh. Nhẹ thắng ra là buông hết thắng ra. Cầm xuống giống mình thẻ hết thắng luôn ha. Đúng rồi. Rồi kiềm bớt mình thắng lại. Thắng, đạp con vô. Con mình đạp vô. Rồi. Canh sau. Gương dưới lờ. Đi mình phải chú ý. Chú tâm vô. Cái gì đâu chị cứ dồn phía trước ra. Rồi móc bánh lái bên kia đi. Mấy vòng, một vòng này. Hai vòng. Hai vòng. Rồi. Hai vòng. Hết lái luôn, hai vòng rưỡi. Hết lái là hai vòng. Rồi xong. Rồi đang hết lái qua. Mới gắn vòng máy nha, đâu hai vòng rưỡi chưa. Chưa tới hai vòng. Rồi xé đầu xi lại. Hết lái qua tập nhẹ con ra, mình đi từ từ, mình đánh lái gì vừa, mình đánh lái vừa đi mình vừa lái, rồi sẽ từ từ lại, rồi sẽ lại nhanh, rồi sẽ lại hành lái này, mình dồn vô nè, chú tâm vô cái đây nè, rồi cái đầu xe đi đến đây, cái đầu xe thẳng lên móc lái vô, cứ móc lái ra sẽ thẳng lại, sẽ thẳng lái lại, cứ đánh vô sẽ đánh sẽ đánh sẽ, rồi lỡ rồi quay luôn đi, sẽ thẳng lái lại, rồi quay luôn, đánh vai vai đánh thẳng lái, đánh lái nhầm, đánh lái nhanh, đánh lái chậm là tùy theo cái chân con của chị nhẹ. Rồi móc cái lá quen luôn. Giờ đi, giờ đánh cho nó quen. Rồi nhả thắng ra, nhả thắng nhả con ra. Rồi sẽ từ từ lại, sẽ lại. Mình nhả nhanh quá là mình đánh tới lá mình chưa kịp này. Nhả chậm thôi, nhả
Dạ thấy xe nhanh quá mình đạp vô lại. Như đi xe cho nó rồi xe lại xe lại xe lại. Đạp bớt con lại đi. Rồi bắt phát lắc qua. Kịp chân con lại. Cứ chỉ nhẹ ra xe chạy đạp chân con vô lại. Cứ nhẹ ra đạp nhẹ đạp nhẹ đạp. Rồi cái này là phải dừng lại này. Chị chưa rành về đi. Chưa rành đỡ nhưng vừa đi vừa nhẹ chỗ đoạn này đâu. Đây là phải dừng lại này. Xe thành lá lại này. Xe thành lá lại bên nào. Nãy vừa đánh qua bên này rồi đánh qua bên này á. Mấy bông. Mấy bông. Dồn cái logo nè. Nè em chỉ cho cái logo sao. Nè cái đây nó phải nằm dưới nè. Trời ơi nằm dưới. Đánh đầu tổ quá nhập. Đờ máy lại. Đạp thắng đạp con. Rồi đánh lái qua này đây. Nào. Muốn chờ cái đầu xe quẹo bên nào thì đánh lái qua bên đó. Muốn chờ cái xe quẹo bên nào thì đánh lái qua bên đó. Nhớ vậy đi. Rồi xe bớt cái đầu xe lại nè. Xe tay lái lại qua bên kia. Rồi đánh tay lái qua đi. Rồi chạy lại ô xuất phát đi.